Rồi xong một con thằng lằn. Thằng lằn. Vậy hả? Vậy là chắc không hay rồi. Chắc không hay đó. Chắc má gọi bên mấy con hả? Cô thấy đâu. Muốn cái là có cái. Rồi. Rồi cái này ngon nè. Ngon luôn. Quá ngon. Rồi, thêm một cây dừa thông luôn. Nè, dừa này là của cái chốt có cái nha. Này là của cái cái. Có cái ăn ngon luôn đó. Rồi. Chưa. Ngon, đi đợi chưa. Đẹp. Quay được rồi. Quá đẹp. Ngon hay ba? Trời ơi, cái ham không? Ông chủ đầm tôm này. Chủ đầm tôm đó hả? Trời ơi, không biết hả? Không. Trời ơi. Biết chết liền. Chủ đầm tôm này dạ. Ủa rồi về mấy đứa nhóc có về không? Không. Bỏ lại đó hả? Mới gọi qua cầm len. Có gì? Cầm len đây mà anh không chọn nhà. Phân bì. Nó phân bì mắc cười lắm. Nó phân bì nó nói không? Quay phim vậy nè. Ai cũng vậy phát hình cơ. Dạ. Tôi bị tiểu đường đó mà. Đó mà. Nó bị không chọn. Đẹp quá. Ủa, có chiếc thì uống hoài đó. Uống một viên ham nhẹ cũng như nó hết rồi. Nó qua nó khá là bình thường rồi. Như vậy mẹ phụng men chịu mẹ phụng. Không biết đâu à. Đâu rừng thử. Trời ơi. Ủa là ổng đâu rồi? Ủa mẹ bị tiểu đường nữa hả? Mẹ bình thường. Vinh bụng dừa dạ. Dạ. Hey. Còn quay dừa nữa. Còn buôn dừa nữa nè. Kêu dừa lại thôi làm hết rồi. Trời ơi. Chắc dữ hơn cái nhà luôn rồi. Cà phê 33 của người ta đó. Rộn ràng ha. Làm rộn ràng hết trơn. Yeah.
cầm rộn ràng hết trơn. Trời ơi. Mình hồi nào tới về quán thì ủa mày tới quán nào, quán Cúc hả? Chưa tới cái đường nào quẹo vô chạy vô tới bên kia tới qua cái bảng cái quẹo phải chạy tới cái bảng rồi ta đi ta còn thằng giờ ngay bây giờ ta sợ ta bị mũi nhọn giờ bán mía một ly có 10.000 bán này nọ người nghe mua chậu bông cặp bông trăm mấy hay gì người ai mua mấy chục trăm không mua không sáng Vinh rồi tới qua Bạc Liêu. Bạc Liêu, Cà Mau. Xong rồi này về Hậu Giang. Qua Sóc Trăng luôn. Ở đó nhậu Sóc Trăng đây nè. Đó nhậu Sóc Trăng. Đó. Đó. Rồi đợi chút để quay cho đẹp luôn. Hãy
Việt Nam. Đây chị bé.
xong. Mướn mấy nhỏ đi mua nè. Kêu mấy nhỏ đi mua. Mua ở phòng. Chưa cửa luôn. Ừ. Hỏi mấy đâu không gì. Sống luôn. Em đang ngồi xanh giường gì cho đây bé. Dê thật. Rồi, nhanh đây nha. Bạn tới đang đi bộ tới rồi. Đồ má chơi đi bộ luôn hả? Ok. Như thật đó, có tôm gì nè. Chơi vô tôm. Hả? Chị ơi, hả? Đi 10 người hả? Hơn 10 người. Hơn 10 người, thằng 10 người ngoài này chắc hả? Ui quá, về đích đầu tiên luôn hả? Ừ, nhí nha. Ủa mà ngay cái đầu bánh xe này nè, bánh xe cũ nè. Bữa đó cũng tối tối rồi nhậu xỉn về, Thái khùng nó đi ngang, nó nói nguyên bầy ngồi vậy đó, nó tao đang nhậu quýnh bài gì không biết nữa. Vô nó nói, ủa má bữa hổm tao đi về mấy ngày nữa, hiếp tao. Ui má, việc mọi cá trời. Trời, cuối cùng la trời. Đá rồi, 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 đá đã được biết mà chơi chứ. Ở chỗ đó mình chơi nhà.
thử cho. Rồi, chụp rồi đó. Rồi, ok.